Tối ngày 18 tháng 8 năm 2012, tại Vinpearl Resort Nha Trang, công ty truyền thông GTO Media phối hợp cùng FiditTour tổ chức dạ tiệc cùng Anco Vượt Đại Dương nhân kỷ niệm 11 năm thành lập và phát triển. Đến tham dự chương trình gồm có ông Du Ken Lai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Thân Trung Tín, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, ông Lê Văn Hiếu, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, ông Lee Minh Hong, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Kỹ thuật Hệ thống Trại, cùng nhân viên và hệ thống đại lý khách hàng của Anco. Được thành lập từ tháng 8 năm 2001 đến nay, Anco là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi gia súc và thực phẩm chế biến. Trong nhiều năm liên tiếp, từ năm 2008 đến 2011, Anco liên tục nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, theo xếp hạng của VNA 500. Đặc biệt, năm 2011, Anco được Cục Chăn nuôi bình chọn là đơn vị quản lý thức ăn chăn nuôi tốt nhất năm 2011. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xã hội cũng là một trong những hoạt động mang tính chiến lược lâu dài và có trọng tâm của công ty. Đêm dạ tiệc đã diễn ra trong không khí vui vẻ, gần gũi như một gia đình, đúng như tiêu chí của công ty Anco đặt ra. Trong buổi lễ, công ty Anco đã tổng kết quá trình thành lập cũng như những thành tựu đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, Anco đã trân trọng gửi lời tri ân, trao thưởng đến các quý đại lý, khách hàng xuất sắc đã tin tưởng và đồng hành cùng Anco trong suốt chặng đường 11 năm phát triển. Bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình của quý đại lý và khách hàng, Anco cũng đã ghi nhận và trao thưởng cho nguồn nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo, hết mình vì công việc của công ty.